Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Thít khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và 169 đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Tại đại hội, đại biểu khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Thít đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện rõ tính liên minh chính trị rộng lớn, tính liên hiệp tự nguyện, tính nhân dân sâu sắc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai cấp không ngừng được củng cố kiện toàn. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm của huyện. Tại đại hội, đại biểu tập trung đánh giá nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ qua, thảo luận, tham luận nhiều nội dung quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp hay để thực hiện tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng công tác phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Và trong sáng nay, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Thít khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.